Chào mừng tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng một trong những siêu phẩm Mazda 2, một phân khúc cỡ B và đang được nhập khẩu từ Thái Lan nhé. Chiếc xe nhập khẩu và với cái chương trình được ưu đãi lên tới là 100% thuế trước bạ. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu ạ, 100% thuế trước bạ. Và hiện tại mẫu xe này chắc là nếu mình nói các bạn sẽ phải giật mình, giờ chỉ ngang Hyundai i10 và Kia Morning. Xe đang được phân phối và nhập khẩu chính hãng và đang được hỗ trợ giảm 100% thuế trước bạ. Và ngoài ra thì chúng ta còn được tặng thêm một gói phụ kiện 40 triệu nữa. Xe thì được về riêng dòng nội thất và ngoại thất của chiếc Mazda 2 này thì các bạn phải thấy là cực kỳ là sang trọng. Xe được trang bị hệ thống đèn bi LED nhé các bạn nhé, chứ không phải là dùng hệ thống chóa của halogen hay là projector LED. Cực kỳ sang trọng. La răng được phay bóng. Và với chương trình hiện tại thì chiếc xe đang được hỗ trợ 100% thuế trước bạ thì giá cực kỳ là ưu đãi, chỉ có hơn 400 một chút, ngang với cả một chiếc Hyundai i10. Đấy. Và các bạn cùng quý anh chị để biết thêm chi tiết giá và các cái phần quà ưu đãi nhất thì hãy liên hệ với mình cũng như là gọi qua số hotline để được có một cái chương trình ưu đãi tốt nhất. Thì sau đây mình cùng các bạn sẽ đi qua một chút về ngoại thất nhé. Đây là một trong những cái màu phải gọi là linh hồn của Mazda. Màu xám không gian. Cực kỳ đẹp. Như các bạn đã thấy thì màu xám hay là những cái màu sơn của trên Mazda thì rất là sang trọng và bóng bẩy. Mình sẽ đi qua một chút về đằng sau nhé. Dòng xe nhập khẩu thì cái chất lượng xe nó rất là cao, hơn hẳn những mẫu xe lắp ráp trên cùng phân khúc hay thậm chí cả trên phân khúc. Đó, đấy là theo cảm quan, cảm nhận của mình cũng như là khách hàng đánh giá. Đây, thì mình sẽ đi xa một chút để cho các bạn thấy được cái tổng thể của chiếc xe. Nó rất là cân đối và trường xe. Và với cái mức giá đang được ưu đãi như thời điểm hiện tại 100% thuế trước bạ và gói phụ kiện lên tới 40 triệu thì hiện tại mẫu xe thì thực sự là đang là quá là hot luôn. Đang được hỗ trợ chỉ bằng một chiếc Hyundai i10 thôi các bạn ạ. Và chiếc Morning thôi. Thì để biết thêm chi tiết ưu đãi các bản và nhận được cái chương trình báo giá tốt nhất cùng phần quà tặng lớn nhất thì hãy liên hệ qua mình nhé. Có thể là nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.